Nếu trong tập thơ Hành Hương, qua phương tiện của vần điệu, người ta gặp thấy Lê Đình Bảng với lời bộc bạch: "Tôi làm thơ nghĩa là tôi cầu nguyện", thì trong CD này, qua phương tiện của điệu khúc và thanh âm, người ta gặp được Khắc Dũng với lời kinh thao thức của cuộc đời mình. Đó là một lời kinh quay quắt trở trăn giữa làn ranh mong manh, thực hư, yêu ghét, sống chết, ánh sáng và bóng tối. Trong đó, sự đối kháng giữa lời Thiên Chúa và lời loài người, giữa ý trời và ý đời, xem ra quyết liệt. Để có lúc chừng như dẫn tới chao đảo lắng lo, đớn đau quỵ ngã. Ai đó bảo, hãy hát với tâm hồn của mình. Thiết tưởng, trước khi hát, tác giả đã viết những ca khúc này với cả tâm tình. Con nghiêng ngã lòng mình giữa những lần đứng trước tròn lửa, con thử lắng nghe rồi tự hỏi xem đâu ý mình đâu ý trời, vì lòng hoài mong mong ý mình theo ý trời. Giữa những ngày con va vấp cuộc đời, Chúa có gọi con giữa dòng người, xin mở mắt con và mở tai con, biết kiếm tìm biết lắng nghe, để con nhận ra đâu ý trời nơi ý mình. Ý của trời hay ý của con, giữa muôn trùng xin tỏ tròn lửa, con thử lắng nghe rồi tự hỏi xem đâu ý mình đâu ý trời, vì lòng hoài mong mong ý mình theo ý trời. Giữa những ngày con va vấp cuộc đời, Chúa có gọi con giữa dòng người, xin mở mắt con và mở tai con, biết kiếm tìm biết lắng nghe, để con
ra, đâu ý trời nấy mình. Con nghiêng ngã lòng mình giữa những lần đứng trước tròn lửa, con thử lắng nghe rồi tự hỏi xem đâu ý mình đâu ý trời, vì lòng hoài mong mong ý mình theo ý trời. Giữa những ngày con va vấp cuộc đời, Chúa có gọi con giữa dòng người, xin mở mắt con và mở tai con, biết kiếm tìm biết lắng nghe, để con nhận ra đâu ý trời nấy mình. Quá ngây thơ mà lầm
rồi hoang mang xâm chiếm như cỏ lùng mọc hoang. Lúa yêu thương trông con mỗi ngày khô héo. Lầm lỡ
con bối rối khi con gặp ánh mắt Giê-xu, xót xa lặng nhìn vì con đã không thủy chung. Giờ con mới hiểu đã bao lần Giê-xu thứ tha, bởi con ngại ngần nên đã bỏ qua ơn trời. Thank you.
đời. Muội đến với tình yêu trên thập giá, muội học yêu, học ước cho cuộc đời. Muội vẫn nhớ lời người dạy thuở ấy, muội vẫn mơ được loãng tan như người. Muội sẽ hát bài ca sao thật mới, muội tình yêu là muội ươm cho đời. Muội vẫn biết và muội vẫn muốn được theo chân Giê-xu mà nồng tan trong yêu thương. Muội đã hiểu và muội sẽ sống hòa tan trong anh em bằng tình yêu trên con về. Muội vẫn biết và muội vẫn muốn được theo chân Giê-xu mà nồng tan trong yêu thương. Muội đã hiểu và muội sẽ sống hòa tan trong anh em bằng tình yêu trên con về. Muội đã hiểu và muội sẽ sống hòa tan trong anh em bằng tình yêu trên con về. Muội đã hiểu hòa tan trong anh em bằng tình yêu trên con về. Sông dư như muôn dìm luôn con thuyền trao, bỗng có tin nó khẽ báo con đừng lo đừng sợ. Giữa những lúc yêu đuối con muốn chịu thua nên chùn chân, vẫn với tiếng nói báo con đừng sợ đừng lo. Giữa những khi cây sông không biết từ đâu đi về đâu, bỗng có tin nó khẽ báo con đừng lo đừng sợ. Giữa những lúc cái chết như muốn giật con khỏi trần gian, vẫn với tiếng nói báo con đừng sợ đừng lo. Làm sao đừng lo, làm sao đừng sợ, phải Chúa đây không, xin người hãy đỡ nâng con. Giữa ghe gành chấp nhân không biết tìm đâu ra tình thân, bỗng có tiếng nó khẽ báo con đừng lo đừng sợ. Giữa chan ngang bê tắc không biết còn tin ai cầy ai, vẫn với tiếng nói báo con đừng sợ đừng lo. Giữa rơi rành xa tôi không biết nhìn đâu ra thực hư, bỗng có tiếng nó khẽ báo con đừng lo đừng sợ. Giữa thế giới đôi khang không dám xả thân cho bình an, vẫn với tiếng nói báo con đừng sợ đừng lo. Làm sao đừng lo, làm sao đừng sợ, phải Chúa đây không, xin người hãy đỡ nâng con. Yeah.
chân nhân không biết tìm đâu ra tình thân. Bỗng có tin nó khẽ báo con đừng lo bây giờ. Dưa chan ngăn bê tắc không biết còn tin ai cầy ai. Vẫn có tiếng nói báo con đừng sợ đừng lo. Dưa dây danh sang tôi không biết nhìn đâu ra thực hư. Bỗng có tin nó khẽ báo con đừng lo bây giờ. Dưa thế giới tơ khang không dám xả thân cho bình an. Vẫn có tiếng nói báo con đừng sợ đừng lo. Làm sao đừng lo, làm sao đừng sợ, phải Chúa đấy không? Xin người hãy đỡ nâng con. Người là ai?
khi con buông xuôi, đang khi con tuyệt vọng, người dạy con hy vọng. Người là ai? Người là ai? Người cần gì nơi con? Người được gì nơi con mà người lại đến tìm con? Khi con không là gì, khi con không còn gì thì người lại đến tìm con, và người lại ở tròn nghĩa. Lòng yêu thương anh em là khoan nhân bao dung. Người trả lời hôm qua, người trả lời hôm nay, dùng con tim chân thành. Cả bảy lần con chưa một lần, cả bảy lần con chưa rộng thứ. Phải chăng do kiêu căng, phải chăng do hơn thua, mà lời thầy hôm qua, mà lời thầy hôm nay còn xa xôi với con. Chuyện của ngày hôm qua còn là chuyện hôm nay, vì tình yêu tha thứ đâu phải trong bảy lần. Chuyện của lòng bao dung còn là chuyện yêu thương, chọn tình yêu tha thứ là bay bay của bay lên. Chưa là gì, chỉ bảy lần thôi chưa tròn nghĩa. Lòng yêu thương anh em là khoan nhân bao dung. Người trả lời hôm qua, người trả lời hôm nay, dùng con tim chân thành. Cả bảy lần con chưa một lần, cả bảy lần con chưa rộng thứ. Do kiêu căng, phải chăng do hơn thua, mà lời thầy hôm qua, mà lời thầy hôm nay còn xa xôi với con. Chuyện của ngày hôm qua còn là chuyện hôm nay, vì tình yêu tha thứ đâu phải trong bảy lần. Chuyện của lòng bao dung chọn tình yêu tha thứ là bay bay của bay lên. Chuyện của ngày hôm qua còn là chuyện
Từ nơi tối tăm con nhìn về ánh sáng, từ nơi lùng sâu con nhìn về đỉnh cao. Con mới hiểu ra Chúa còn thương nên dòi soi, cho con còn trông thấy đường dẫn đến tình yêu. Dẫu cho thời gian thế gian đổi thay, Chúa của tình yêu vẫn mong chờ con. Nơi ra bằng con nhìn về nắng ấm, từ nơi khổ đau con nhìn về sương vui. Con mới hiểu ra Chúa còn thương nên dòi dõi, cho con còn trông thấy đường dẫn đến tình yêu. Dẫu cho thời gian thế gian đổi thay, Chúa của tình yêu vẫn mong chờ con. Con nhìn về ánh sáng, từ nơi lùng sâu con nhìn về đỉnh cao. Con mới hiểu ra Chúa còn thương nên dòi dõi, cho con còn trông thấy đường dẫn đến tình yêu. Dẫu cho thời gian thế gian đổi thay, Chúa của tình yêu vẫn mong chờ con. Thoáng qua con nhìn về mãi mãi, từ nơi bất an con nhìn về an bình. Con mới hiểu ra Chúa còn thương nên dòi dõi, cho con còn trông thấy đường dẫn đến tình yêu. Dẫu cho thời gian thế gian đổi thay, Chúa của tình yêu vẫn mong chờ con. Chuyển xoay đời con hướng theo tình Chúa, sống theo tình Chúa. Đó cũng là một lời kinh vươn lên trông cậy. Dẫu khách xưng hô đối tượng nhận lời kinh có đa dạng, khi thì Chúa, lúc thì Thầy, có khi là trời và có lúc lại là người viết hoa. Nhưng chủ thể dâng lên lời kinh vẫn chỉ là một, trong dáng dấp của người con ngước lên cầu nguyện: xin ủi an, xin soi tỏ, xin nâng đỡ, xin vững tin. Chính khi đi từ tình trạng khắc khoải sang thái độ cầu khấn, những ca khúc này đã trở thành lời kinh nhẹ nhàng mở vào nẻo đường hy vọng. Và trên hết, đó còn là một lời kinh tin yêu. Đỉnh cao của những ca khúc này không phải khó khăn lắm để nhận ra, mà chỉ cần một lần ngân nga cũng đủ để đồng cảm. Niềm tin ấy đọng lại trong khuôn mặt của tình yêu. Từ tình yêu mặn mà, qua tình yêu bao dung, đến tình yêu thủy chung bất biến, dẫu cho thời gian thế gian đổi thay. Để cuối cùng,
dừng lại với tình yêu hóa thân làm người ở cùng mọi người. Tình yêu mang tên Giê-xu. Đôi điều ghi nhận về lời kinh của Khắc Dũng thể hiện qua những ca khúc trong CD này không phải là tất cả. Tuy nhiên, chia sẻ cảm nghiệm gặp được trong một lời kinh cũng là cách thức để nói lên tâm tình hiệp thông. Mong rằng tâm tình này sẽ được nối tiếp nhân tăng, để khi nghe hoặc hát lên giữa cuộc đời sẽ xua tan hoang mang sợ hãi và thắp sáng hơn tình yêu hy vọng.